Thưa quý vị, Đà Nẵng chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè. Dự kiến lượng du khách đến tham quan, vui chơi tại thành phố sẽ tăng lên đáng kể trong dịp này. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho khách du lịch là nhiệm vụ được các đơn vị chức năng quan tâm, chú trọng, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, văn minh. Để chuẩn bị cho mùa cao điểm du lịch hè, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố đã triển khai các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức đến các chủ nhà hàng, quán ăn, những nội dung cơ bản của luật an toàn thực phẩm, cũng như các quy định, điều kiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu quả thiết thực từ những lớp tập huấn giúp các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nắm bắt được những quy định cơ bản, từ đó giúp họ biết cách phòng tránh nguy cơ, đảm bảo an toàn trong quá trình chế biến thực phẩm. Tại các quận huyện, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức những đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành, thực hiện test nhanh các chỉ số theo quy định, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở cam kết thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lưu mẫu thức ăn sau khi chế biến. Trong quá trình kiểm định thì chúng ta tập trung những cái tiêu chí đánh giá an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ uống thì tập trung vào cái điều 28, 29, 30 của luật an toàn thực phẩm. Chi tiết là cơ sở phải đảm bảo có các thiết bị dụng cụ tại các bếp, và thứ hai nữa là điều kiện con người là cơ sở phải có được sự tập huấn và có sự xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với cái cơ sở kinh doanh. Mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian tạm lắng vì Covid-19, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm khi phục vụ cho du khách. Lấy tiêu chí an toàn thực phẩm đặt lên trên hết và trước hết, các chủ nhà hàng quán ăn đều mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực, không chỉ ấn tượng mà còn phải an toàn. Nhà hàng của mình là bên chủ yếu là bên những cái món Nga và món quốc tế. Cho nên là tức là ngoài cái mục đích là để cho kinh doanh ra thì rất là mong muốn là cho thành phố mình cũng có nhiều khách du lịch hơn. Trong cái bếp mình, tất cả những cái khu được chia, phân chia rất là rõ ràng. Từng cái khu ăn uống một hoặc là từng cái đồ dùng, đồ nghề hoặc là từng cái thớt, tất cả mọi cái đều rất là rõ ràng. Và có hệ thống hút bụi, có khu vực để lưu trữ thức ăn, đồ ăn riêng, có ngày hạn sử dụng. Tất cả mọi thứ nó rất là rõ ràng để cho tất cả nhân viên đều có thể làm một cách rất là nhuần nhuyễn. Trong khâu chế biến là mình là tôi quản lý từ cái thực phẩm vô rồi tới khi mình chế biến nấu ăn đồ là quản lý rất chặt chẽ, sạch sẽ và tỉ mỉ, không có làm có lỗ. Với sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành chức năng cùng ý thức trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vấn đề an toàn thực phẩm trong mùa cao điểm du lịch hè sẽ luôn được kiểm soát chặt chẽ, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng nói chung và khách du lịch nói riêng, giúp họ có những trải nghiệm thú vị tại thành phố biển Đà Nẵng.